Siri máy tính chiến Khang xin chào. Hôm nay thì anh Khang sẽ giới thiệu đến bạn một sản phẩm của Lenovo, đó là Lenovo IdeaPad i715ESK. Nếu bạn đang có nhu cầu mua một chiếc laptop chơi game cao cũng như khả năng xử lý các chương trình đồ họa thiết kế 3D cho công việc thì Lenovo IdeaPad i700 này sẽ mang lại cho bạn một độ bền, cấu hình mạnh cùng với một mức giá rất là thấp. Không có những góc cạnh hầm hố như những chiếc laptop chơi game khác, tuy vậy Lenovo i700 vẫn mang đến cho người dùng cảm giác nam tính sang trọng và đã mắt khi nhìn vào thiết kế của sản phẩm. Bên trong i700 nổi bật nhất đó chính là hệ thống loa hàng hiệu JBL cùng với hệ thống phím bấm gam màu đỏ và đèn nền nổi bật. Các phím bấm nhạy nhẹ nhưng hành trình phím thì hơi ngắn một chút. Bàn di chuyển của chúng ta thì có phần không quan trọng, nhưng Lenovo đã thiết kế bề mặt trơn mịn dễ dàng thao tác. Và vì để đảm bảo độ mỏng cho sản phẩm, Lenovo đã lược bỏ ổ đĩa DVD mà thay vào đó là một ổ đĩa quang di động đi kèm với máy. Các kết nối cơ bản bao gồm một jack cắm tai nghe tích hợp microphone, một khe đọc truyền nhớ máy ảnh SD và một cổng USB. Cạnh phải của chúng ta sẽ có một cổng LAN, cổng HDMI và hai cổng USB nữa. Thiết kế hai hốc tản nhiệt phía sau cũng có kích thước lớn với phần lưới lọc màu đỏ tạo điểm nhấn cho sản phẩm. Ngoài ra, mặt đáy máy cũng là kim loại được phủ lên một lớp phay xước, đan chéo lạ mắt, tạo cảm giác khỏe khoắn mạnh mẽ. Các đường cắt vát ở hai bên và mở rộng dần về phía đằng sau tạo một lối thiết kế khác biệt cho sản phẩm. Pin được gắn liền trong máy dung tích 4 cell. Âm thanh của i700 lại là một điểm đáng tự hào. Các giải âm bass được thể hiện rõ ràng và tốt với chất âm chân thực khi chơi game. Về hiệu năng của máy, laptop Lenovo IdeaPad i700 được trang bị cấu hình Core i7 lõi tứ thế hệ chip Skylake. Ổ cứng ở mức 1TB HDD, RAM lớn 8GB với các màn hình rời mạnh Nvidia 4GB GTX 960M, bạn hoàn toàn có thể yên tâm để chiến mượt hầu hết các tựa game online hiện nay bao gồm cả Overwatch. Ngoài ra, màn hình làm từ tấm nền IPS cho hình ảnh chân thực, góc nhìn rộng, độ phân giải cao Full HD cho bạn nhìn rõ hơn. Tuy màn hình hơi bị ám vàng nhưng sẽ giúp mắt của bạn sử dụng tốt hơn và an toàn hơn vào ban đêm. Lenovo IdeaPad i700 cũng đi kèm với hệ điều hành Windows 10 bản quyền, nhiều tính năng thú vị và luôn được update các tính năng bảo mật để máy luôn tươi mới, sẽ ổn định trong thời gian dài. Như vậy, chiếc laptop phù hợp với những bạn là người yêu thích sự gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển, thiết kế máy cũng rất là tốt, không quá hầm hố nhưng đủ nam tính và sang trọng. Nếu bạn đang cần tìm một chiếc laptop chơi game, ổn định, giá dễ chịu mà hiệu năng cao thì đừng bỏ qua Lenovo i700 này. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Hãy truy cập vào đường link phía dưới video hoặc là website ankhang.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại!